truyền tích thứ 95, chuỗi hạt mân côi với thiên tai, ôn dịch, thần khí, giặc giả. Có một điều rất đơn giản là người ta sống ở thế gian này chỉ là con đường đi để về quê thật, cho nên luôn phải ý thức như vậy. Từ khi gặp những thiên tai, ôn dịch, mất mùa, giặc giả, đói khát, bão táp, lục lội thì mới thấy cuộc đời trên trần thế này là giả trá. Nay còn, mai mất. Cuộc sống là một sự thử thách. Chính vì vậy mà nhiều người đã bán hết tài sản của mình để đi tu, hoặc vào rừng núi sống chiêm niệm với Chúa. Người đời cho là lập dị, ngu xuẩn. Sống ở nhà mà tu hành thì vẫn tốt. Nhưng mỗi người có một quan niệm khác nhau. Thánh Francisco khó khăn bị coi là lập dị. Mỗi khi đi qua đường thấy một bông hoa đẹp thì người dừng chân lại mà ngắm cùng ca ngợi Thiên Chúa. Lại cũng có những vị thánh làm những việc mà người ta cho là mê tín. Cho nên cuộc sống ở thế gian này là bất thường, nay còn, mai mất. Chúng ta đã thấy chỉ trong chốc lát mà cả mấy thành tỉnh đã biến tan theo ngọn sóng thần ở Indonesia. Đêm ngủ sáng dậy, đi làm, tưởng rồi sẽ về, nhưng rồi đi luôn không bao giờ trở lại. Đó là triết lý cuộc sống trên thế gian này. Trái đất này đã biến chuyển qua bao nhiêu thế hệ. Hiện nay vẫn còn nhiều thành phố chôn vùi dưới đất sâu, chứng tỏ sự biến chuyển của vỏ trái đất này luôn luôn xảy ra không ngừng. Mà khi nó đã xảy ra như vậy là có thiên tai làm chết hàng mấy chục triệu người. Có những trận động đất làm tiêu tan cả một vùng rộng lớn. Bao nhiêu sinh vật sống trong đó đều chết hết. Cho nên cuộc sống chỉ là phù du, nay còn, mai mất. Là người Công giáo, chúng ta phải luôn luôn ý thức được như vậy. Đối với Thiên Chúa thì Ngài chỉ cho là loài người sống tạm bợ trên thế gian này mà thôi. Cho nên có người trách móc tại sao Thiên Chúa lòng lành vô cùng và nhân từ vô cùng lại để xảy ra những thiên tai giết chết hàng triệu người như vậy. Không, những thiên tai xảy ra chính là sự công bằng của Thiên Chúa. Ngày nay, loài người phạm tội quá nhiều, còn nhiều hơn gấp vạn lần thời kỳ Hồng Thủy nữa. Loài người đã trác táng, phá thai, dâm loạn, đến nỗi Chúa không còn chịu nổi nữa. Nếu không có bàn tay Đức Mẹ giơ lên để cứu vãn, những thiên tai mà loài người phải gánh chịu là ôn dịch, thần khí, mất mùa, giặc giả, đói khát, sóng gió, bão táp, sóng thần. Ngay trên đất Mỹ này, một nước hết sức văn minh, khoa học kỹ thuật cao mà cũng không làm gì được với thiên tai hỏa hoạn. Mùa hè nóng nực mà cũng có hàng ngàn người đã chết nóng. Mùa đông tuyết lạnh lại cũng có cả trăm người chết rét. Thì thử hỏi các nước kém văn minh thì sống sao nổi với các thiên tai. Cho nên chúng ta vẫn phải bám vào Thiên Chúa, vào Đức Mẹ. Biết bao nhiêu phép lạ Đức Mẹ đã làm để cứu những người con của Mẹ khi tai nạn, hỏa hoạn xảy đến. Nếu thời đại ông Noe mà có Đức Mẹ, chắc Đức Mẹ cũng sẽ gìn giữ nhân loại cho khỏi đại lục Hồng Thủy. Ngày nay, người ta còn phạm tội nặng hơn gấp trăm ngàn lần, mà Đức Mẹ đã cứu khỏi bàn tay công thẳng của Thiên Chúa. Thì thật hạnh phúc biết bao. Vậy, khi có thiên tai xảy đến, thì người Công giáo chúng ta phải làm gì? Nguyên tắc thứ nhất là phải ăn năn sám hối, xin Chúa tha thứ các tội lỗi đã phạm, kể như là ăn năn tội cách trọn. Nguyên tắc thứ hai là phải lần hạt mân côi kính Đức Mẹ.
tất cả gia đình những ai rảnh rỗi phải quỳ lên cầu khẩn Đức Mẹ bằng lần chuỗi mân côi. Kể cả con trẻ từ 5 tuổi trở lên phải tập cho chúng biết lần chuỗi mân côi. Vậy ngay từ bây giờ phải tập luôn là mang theo chuỗi hạt mân côi trong mình, đeo ở cổ, bỏ trong túi áo, túi quần. Như Đức Mẹ đã hứa, ai mang ảnh Mẹ thì sẽ được Đức Mẹ luôn luôn cứu giúp khỏi mọi tai nạn. Lời bàn, kinh nghiệm cho biết, mỗi khi có thiên tai xảy đến thì những ai biết bám vào chuỗi mân côi thì đều được Đức Mẹ cứu giúp thoát khỏi tai nạn. Ở Indonesia, khi có sóng thần tràn ngập vào đất liền, phá hủy giết chết hàng trăm ngàn người, vậy mà chỉ có những ai tập trung lần chuỗi mân côi trong một nhà thờ sát bờ biển thì được an toàn. Bão ở New Orleans làm cho nhiều người phải di tản mất nhà, mất cửa. Chỉ có gia đình nào không có điều kiện di tản, tập trung đọc kinh lần hạt thì Đức Mẹ đã cứu. Nước lụt không vào đến chân giường, trong khi ở khu vực chung quanh, nước nổi lên lên láng, làm cho nhiều tài sản bị hư hỏng. Có nhiều người bảo đó chỉ là may rủi mà thôi. Chính cha thánh Baribio Năm Dấu cũng nói rõ, khi có các tai nạn xảy ra thì các con cần phải lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ thì sẽ được tai qua nạn khỏi. Amen.